Lời khuyên của các Phượng dành cho những người chồng vô tâm khiến chị em chia sẻ rần rần. Với những kinh nghiệm của bản thân, diễn viên các Phượng vừa dành nhiều lời khuyên hữu ích đến các ông chồng để họ không biến hôn nhân của mình thành địa ngục từ sự vô tâm và vô tư. Cách đây ít giờ trên trang cá nhân, các Phượng bất ngờ chia sẻ về những sai lầm của đàn ông khiến hôn nhân ngày càng tẻ nhạt. Bà xã Kiều Minh Tuấn đưa ra lời khuyên cho các ông chồng đừng mãi dán mắt vào điện thoại lướt Facebook và xem các clip không trong sáng trên mạng xã hội mà không quan tâm đến vợ. Các Phượng tâm sự, các anh đang làm chồng ơi, các anh sai quá sai rồi nghen. Một ngày làm việc rã rời, chị em phụ nữ đông đã về nhà, chưa kịp thay quần áo phải lao đầu vào bếp, rồi lo cho con, rồi lau chùi nhà cửa. Nên khi được đặt lưng xuống giường, họ thèm lắm một cánh tay luồn dưới cổ của mình, để cái đầu được gác lên cánh tay và bờ vai của chồng. Sau đó là một nụ hôn nhẹ trên môi và nói khẽ, chúc em ngủ ngon. Và sáng khi ngủ dậy, có thể không còn ôm nhau và cái đầu không còn gác trên cánh tay ấy. Mỗi người một dáng ngủ với cái thần thái ngủ khác nhau. Nhưng khi mở mắt ra, cả hai đều quay qua mắt chạm mắt và một nụ cười dành cho nhau. Đồng thời một nụ hôn nhẹ trao nhau, lại tiếp tục lăn vào nhau để cái đầu của vợ lại được gác lên cánh tay, ngay bờ vai ấy rồi chúc nhau buổi sáng vui vẻ. Và khi hai người đi làm thì lại tặng nhau một nụ hôn và chúc nhau một ngày làm việc tốt đẹp. Làm ơn, sáng sớm hãy dành cho nhau 5-7 phút, hỏi han chia sẻ công việc hôm qua và hôm nay của nhau như thế nào, rồi sau đó hãy cầm cái điện thoại. Bà xã Kiều Minh Tuấn khuyên nam giới hãy bớt ham mê mạng xã hội và dành nhiều thời gian hơn để quan tâm, chăm sóc người bạn đời của mình. Các anh hãy tập đi nhé, hãy nuôi lại cảm xúc và đốt lại ngọn lửa tình cho vợ, cũng là cho chính bản thân mình. Đừng bao giờ nghĩ đã là vợ chồng rồi, đã có con rồi, nên những cái trò đó dị lắm, trẻ trâu lắm. Các anh ơi, nếu còn có suy nghĩ cổ suy ấy thì hãy bỏ ngó ngay và liền nhé. Đừng biến gia đình mình ngày càng trở thành địa ngục từ chính các anh. Đừng biến cuộc sống vợ chồng mình ngày càng trở nên khô hạn. Đừng ham mê cái điện thoại hơn vợ. Đừng say cuồng Facebook và nghiện xem các clip trên mạng, nhiều nhất là cái clip ở chuồng ở ngang. Lâu ngày chính các anh biến các anh thành người tự kỷ và nặng hơn các anh sẽ là người biến thái tư tưởng, làm ơn đi. Trong mắt các anh, vợ các anh là cám và lê. Nhưng trong mắt những người đàn ông khác thì vợ các anh là tấm và bơm đáy, làm ơn sửa ngay những cái sai đó đi. Những lời nói thẳng thắn và thật tâm của các Phượng có lẽ đã chạm đến tâm tư và nỗi niềm của nhiều chị em. Bên dưới bài viết, không ít dân mạng để lại bình luận đồng tình với quan điểm của bà xã Kiều Minh Tuấn. Ngoài cư dân mạng thì một số sao Việt cũng đồng tình với quan điểm của các Phượng. Đàm Vĩnh Hưng đi cắt tóc lột xác khi lần đầu tiên thử kiểu tóc mới, ai cũng khen trẻ 20 tuổi như sao Hàn. Kiểu tóc mới của Đàm Vĩnh Hưng nhận được nhiều lời khen ngợi từ sao Việt và người hâm mộ. Ông Hoàng Nhạc Việt là người rất châu chuốt về ngoại hình, nhất là phong cách thời trang, không chỉ vung tiền mua quần áo hàng hiệu mà Đàm Vĩnh Hưng còn tậu nhiều giày dép túi xách. Thế nhưng có một thứ mà Đàm Vĩnh Hưng vẫn duy trì trong nhiều năm qua, đó là kiểu tóc Mr. Đàm thường để kiểu tóc lai bạch kim rồi vuốt keo ngược tạo kiểu. Nói về lý do không đổi kiểu tóc, Đàm Vĩnh Hưng cho biết rằng hai lai quá cũ, Hưng cũng định đổi mấy lần nhưng khán giả không chịu. Thế nhưng mới đây Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ đăng tải những hình ảnh sau khi làm tóc. Khác hẳn so với trước đây, nam ca sĩ nhuộm tóc màu bạch kim ánh tím, đẩy rượu xuống trán. Nhìn hình ảnh hồi tin của Mr. Đàm, nhiều người nổi tiếng như Vũ Hà, Pha Lê, Trần Ni và fan hâm mộ tỏ ra thích thú. Họ khuyên Đàm Vĩnh Hưng nên chuyển sang hẳn kiểu tóc này vì trông trẻ ra hàng chục tuổi. Ở tuổi 46, Đàm Vĩnh Hưng vẫn được khen trẻ đẹp như trai hàng nhờ thay đổi kiểu tóc. Trẻ dã man, nhìn như trai hàng, đẹp quá là những lời khen của fan dành cho Đàm Vĩnh Hưng. Đây là kiểu tóc được Đàm Vĩnh Hưng để trong nhiều năm qua. Sau việc đầu tư đám cưới hoành tráng, nhưng thực đơn đãi tiệc lại gây choáng. Dù những sao Việt này đều là những người giàu có trong làng giải trí, nhưng họ lại đãi tiệc với những món ăn không thể giản dị hơn. Lâm Khánh Chi. Hôm 28 tháng 12, Lâm Khánh Chi và ông xã kém 8 tuổi tổ chức lễ đón dâu tại nhà riêng của cô quận 9 và tiệc cưới tại nhà chồng ở Vũng Tàu. Theo đó, cặp đôi đã làm người khác choáng ngợp vì độ chịu chi cho ngày trọng đại. Đúng như chia sẻ trước đó, Lâm Khánh Chi quyết định làm đám cưới cực hoành tráng để cộng đồng LGBT được hãnh diện. Sau khi lễ cưới ở nhà trai kết thúc, trên mạng xã hội vừa xuất hiện thực đơn các món ăn
trong ngày vui của nữ ca sĩ chuyển giới và ông xã kém 8 tuổi. Theo đó, các quan khách được thưởng thức các món như gỏi bắp bò bánh phồng, gà hấp cải, xôi chà bông, tôm hấp bia, bê né bánh đa, lẩu thái và trái cây. Các món ăn này khá giản dị khiến mọi người bất ngờ. Thông thường thực đơn trong lễ cưới của các nghệ sĩ khác đều là có những tên nghe rất hoành tráng và đắt đỏ. Chi tiền tỷ cho đám cưới, nhưng khẩu phần ăn của quan khách lại đơn giản như thế này đây. Tổng số tiền vàng mà gia đình chồng tặng cho Lâm Khánh Chi, vừa nhìn vào ai cũng hoảng hốt trước 6 chiếc kiền vàng này. Khởi My Kevin Khánh, vào ngày 23 tháng 8, hình ảnh về lễ cưới bí mật của Khởi My Kevin Khánh xuất hiện tràn lan trên khắp các diễn đàn và thu hút rất nhiều sự chú ý của công chúng. Bởi lẽ đây là một cặp đôi sạch, nói không với scandal trong làng giải trí Việt. Theo đó, cặp đôi đã dành nhiều thời gian và tiền bạc cho lễ cưới. Kevin Khánh và Khởi My đã có lễ đón dâu bằng dàn mô tô khủng với trị giá hàng trăm triệu, tổ chức tiệc cưới chung vui với mọi người ở ngoài trời tại một khu biệt thự ở quận 2. Tuy nhiên, có một điểm thu hút sự chú ý của khán giả chính là thực đơn món ăn. Các quan khách sẽ được thưởng thức các món như cá diêu hồng, gỏi mực, gừng cá ngừ và sườn nướng. Rất nhiều người ngạc nhiên vì cách lựa chọn các món ăn cho tiệc cưới hết sức dân dã của hai vợ chồng Khởi My. Thủy Tiên Công Vinh. Cuối năm 2014, đám cưới Thủy Tiên Công Vinh được tổ chức quê nhà Kiên Giang trong sự chúc phúc và sự quan tâm của nhiều người. Trong ngày trọng đại, vợ chồng Thủy Tiên làm quan khách rất bất ngờ khi chọn món chay để đãi tiệc. Thực đơn trong đám cưới Thủy Tiên Công Vinh gồm các món nghe rất lạ như kỳ duyên hội ngộ, một thoáng quê hương, suối nguồn tươi trẻ. Dù là món chay nhưng cũng được trang trí rất cầu kỳ và bắt mắt. Được biết gia đình Thủy Tiên rất trọng đạo Phật và mẹ ruột của ca sĩ ăn chay trường. Vì vậy, tiệc cưới của con gái tổ chức bằng tiệc chay cũng là điều dễ hiểu. Thanh Bạch Thúy Nga, vào giữa tháng 7 2016, đám cưới của MC Thanh Bạch và Thúy Nga được tổ chức tại Long Thành, Đồng Nai, nơi diễn ra hôn lễ hết sức rộng rãi và có đến gần 1.000 người đến chúc mừng, trong đó có khá nhiều người nổi tiếng trong giới showbiz Việt. Trong đám cưới MC Thanh Bạch, các loại thức ăn phục vụ cho tiệc cưới rất đặc biệt như bánh khọt với tôm, bánh bèo, bánh canh. Tất cả các món ăn nghe qua có vẻ bình dị, nhưng theo tiết lộ của khách mời thì cách chế biến rất cầu kỳ và đạt chuẩn nhà hàng 5 sao. Thức uống được chiêu đãi là nước dứa thanh mát thay vì các loại rượu nước có ga. Ngoài ra, khu vực trung tâm là một bàn lớn chứa đầy các loại trái cây miệt vườn. Các vị khách có thể mang về như một món quà mà cặp đôi mới cưới này dành tặng. Trấn Thành, Harry Won ôm nhau chặt cứng, tự xưng là Rabbit Angelina bản Việt, bị trường giang khinh bỉ đi qua phá đám. Đoạn clip được báo ghi lại sau hậu trường khi đàn ông mang bầu tiếp tục hé lộ khoảnh khắc đáng yêu từ gia đình Harry Won và Trấn Thành. Chỉ còn một ngày nữa khi đàn ông mang bầu sẽ chính thức lên sóng với những bất ngờ, hào hứng và cả sự nhân văn toát lên từ thông điệp của chương trình. Sau khi teaser chính thức của chương trình lên sóng, tạo hình khác biệt của Trấn Thành so với Trường Giang và Hứa Vĩ Văn gây tò mò và thích thú cho khán giả. Cùng báo được nhập hậu trường, buổi quay hình tập đầu tiên để xem không khí của các cặp đôi cũng như Trấn Thành chia sẻ như thế nào về tạo hình siêu nữ tính này nhé. Clip do báo thực hiện hé lộ khung cảnh tập luyện ca khúc chủ đề Khi Đàn Ông Mang Bầu của bộ ba Gia Đình Hoàn Hảo tại Melbourne. Không chỉ lựa chọn cho mình những bộ trang phục bắt mắt độc đáo nhất, phần hóa trang của cả ba đội cũng tăng thêm tính hài hước cho chương trình. Đặc biệt trong tập ra mắt, bộ đôi Trấn Thành Harry Won hứa hẹn mang đến nhiều tình tiết thú vị dành cho khán giả. Chẳng biết ba gia đình bàn bạc thế nào mà mới sớm ra bộ đôi Việt Hàn đã xuất hiện tương tức với hình ảnh nữ tính đến bất ngờ, trong khi hai gia đình còn lại vẫn rất thoải mái với thường phục. Để đến khi Trường Giang, Hương Giang, Kỳ Duyên, Hứa Vĩ Văn thoải mái tập nhảy, thì Trấn Thành Harry Won phải khép nép trong hai chiếc váy nữ sinh đáng yêu như thế này. Trong khi Trường Giang, Hương Giang hay Hứa Vĩ Văn, Kỳ Duyên đều rất thoải mái trên sàn tập, thì gia đình Việt Hàn lại xích mích với hai bộ trang phục đặc biệt này. Cho đến khi bị Trường Giang mỉa mai, Trấn Thành mới phân bua cho tạo hình đặc biệt của mình. Anh cho biết khi được ban tổ chức gợi ý, cứ nghĩ các team sẽ làm lố như nhau, nhưng không ngờ gia đình mình lại là người lố nhất. Nhưng không sao, lố duyên vẫn là kim chỉ nam của Sinri khi tại Đàn Ông Mang Bầu. Đặc biệt, trước nhận xét đây là cặp trời sinh tiên đồng ngọc nữ,
mỗi năm chỉ gặp một lần, xin giới thiệu David Thành, Jennifer Wong của Trường Giang. Trấn Thành lập tức bác bỏ. Nam danh hài cho biết gia đình mình là Ráp Thành, Angelina Wong, với hy vọng đây sẽ là một mối tình đẹp như gia đình Rabbit và Angelina Jolie trước đó. Cùng đón chờ ca khúc chủ đề cùng màn khuấy đảo phố đi bộ của cả ba gia đình Việt Hàn, Kỳ Vĩ và Phép Thuật tại Khi Đàn Ông Mang Bầu vào lúc 20 giờ tối ngày 24 tháng 5. Bị chê vòng 1 bên to bên nhỏ, Hòa Minzy đáp trả khiến người thắc mắc cứng họng. Trước câu hỏi về vòng 1 không cân đối bên to bên nhỏ khi diện bikini, giọng ca rời bỏ nhanh chóng đáp trả, tại ngực thật nói vậy em ơi. Mới đây, quản lý của Hòa Minzy bất ngờ đăng tải hình ảnh nữ ca sĩ trong bộ bikini đón hè, điều khiến công chúng xôn xao bàn tán. Từ góc chụp ngang, dễ thấy Hòa Minzy sở hữu vòng 1 căng đầy và nóng bỏng. Dù không phải là lần đầu tiên Hòa Minzy xuất hiện sexy gợi cảm như thế, nhưng người hâm mộ vẫn phải nổ mắt vì số đo hình thể của dòng ca đến từ Bắc Ninh. Ngay lập tức, bức hình thu hút hàng trăm ngàn lượt thích và bình luận. Nhiều người ngợi khen cô có vóc dáng sexy quyến rũ. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng hình thể Hòa Minzy tuy đẹp nhưng vòng 1 lại bên nhỏ bên to, không cân đối. Ngay lập tức, nữ ca sĩ sinh năm 1995 nhanh chóng đáp lại, tại ngực thật nói vậy em ơi, bên to bên nhỏ, còn không chắc nữa, chứ nên xuất ẩn xuất hiện. Thích cho thấy thì thấy, giấu thì giấu. Thời gian gần đây, Hòa Minzy cũng khiến không ít người cảm thấy ngỡ ngàng trước sự lột xác của mình, từ một cô gái theo đuổi phong cách thời trang có phần trẻ trung lại chuyển thành gu thời trang gợi cảm và quyến rũ hơn. Được biết, sau quá nhiều lần bị chê mập, nữ ca sĩ quyết tâm giảm cân bằng chế độ ăn kiêng khắc nghiệt. Nhờ thế đã giữ được cân nặng ổn định. Sau khi công khai bạn trai thiếu gia mới, người hâm mộ nhận thấy Hòa Minzy tự tin diện những bộ cánh quyến rũ hơn.